xin chào, thiên linh linh, địa linh ta linh tinh, mau hiển linh. Đùa thôi, mình không có phép thuật gì đâu, mà những người nghe sau đây mới sở hữu siêu năng lực đáng kinh ngạc này. Nói có sách, mách có chứng, Kemeda đã ghi lại mọi hành động phi thường, khó hiểu, gây lắc cực mạnh. Nghĩ sao mà tay tạo ra lửa, tạo ra gió, rồi còn nhấc bổng vạn vật nhẹ tựa lông hồng nữa chứ. Nếu như các bạn tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá ngay thôi nào. Kemeda bắt gặp những người có siêu năng lực ngoài đời thực. Giáng trần. Nghe qua là thấy có gì đó sai sai rồi phải không? Thời đại nào rồi mà còn tiên nữ giáng trần hay là thiên thần có cánh ở đây? Nghe nó thật là ảo ma quá đi thôi. Nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhử. Xem hết chiếc video này, bạn sẽ bị lác nhẹ đấy nha. Chuyện là hôm đó, anh bạn kia đánh xe đi ra ngoài đi mua đồ ăn. Mới mưa xong nên trời hơi âm u. Và trong cái tiết trời xe lạnh, sương rơi mờ mờ ảo ảo. Đang cầm vô lăng thì phía trước xuất hiện một tiếng động. Chính xác là từ đoạn đường xe đang chạy không có bất cứ vật cản nào. Bỗng từ đâu một người đàn ông rơi cái bịch xuống đường, sát mép xe ô tô đang chạy. Có 2-3 chiếc xe đã phải thắng gấp bởi sự cố đột ngột này. Và với cái đôi mắt tinh tường này thì mình tin chắc rằng anh ta là người trời hạ giới đấy. Chứ người bình thường không ai tiếp đất lạ lùng đến như vậy cả. Thậm chí anh ta còn nhanh chóng chạy ra khỏi làn đường mà không hề hấn gì nữa cơ. Mới bước ra đường mà đã gặp cảnh tượng hiếm có khó tìm này rồi. Không biết là nên vui hay nên buồn đây ta. Cô gái kỳ lạ. Thường thì chúng ta vẫn hay hẹn hò bạn bè cà phê cà pháo vào cuối tuần đúng không nào? One hour later. Quẹo quá, hai tư là tới rồi. Nhắn sao? Cũng bởi những lần buôn dưa lê bán dưa chuột này mà lộ ra biết bao nhiêu chuyện xưa nay giấu kín. Và đây, tại một quán xá nọ có nhóm bạn tình thân mến thân đang ngồi hàn huyên nói chuyện, đang bàn tán nhốn nháo xôn xao thì bất ngờ chiếc bàn di chuyển dữ dội. Tất cả mọi người đứng bật dậy hốt hoảng kiểu, ủa, là sao, là sao? What? Khách hàng kế bên cũng tản đi hết cả, và chỉ có duy nhất cô gái áo sọc là bình chân như vậy thôi. Dường như nhóm bạn này cũng nhận thấy sự kỳ lạ từ phía cô gái. Thế là anh thanh niên láo cá đã mạnh dạn đập bàn quá lớn. Thậm chí anh ta còn hung hăng cầm cái gì đó ném về phía cô gái. Không đợi lâu hơn nữa, cô gái liền tung trưởng. Chính xác là chỉ cần giơ đôi bàn tay, chả cần phải tác động vật lý, động chân động tay gì cả, mà tên thanh niên kia đã bị hất bổng lên cao, ngã nhào ra ghế sofa. Cô gái làm thêm một lần nữa rồi cầm cặp rời khỏi nơi này. Đám bạn lúc này ngơ ngác ngỡ ngàng bởi cô gái bất thường sở hữu siêu năng lực phi thường như là trong phim. Sức mạnh vô biên. Ai ở đây từng mơ ước có một siêu năng lực có thể nhấc bổng tất cả mọi thứ? Dăm ba vài cục đá vài bao gạo đã là gì? Ây, tỉnh, coi phim nhiều quá ảo tưởng sức mạnh hả? Không nha, ngoài đời thực cũng có đấy. Kemeda đã bắt gặp cảnh tượng hy hữu đến khó tin như vậy rồi. Đó là trong một khu vườn nọ xuất hiện một anh thanh niên mặc quần xanh nõn chuối đang nhẹ nhàng chạm khẽ tay lên mặt đất. Điều khiến cho tất cả mọi người phải bàng hoàng là bằng vài động tác cơ bản thì hòn đá được chôn sâu dưới đất đã dần trồi lên khỏi mặt đất một cách kỳ diệu. Đặc biệt trước đó ở vị trí này không hề có sự tác động của máy móc hay bất cứ thứ gì. U là trời, bình thường mình dùng cuốc dùng sảnh đào á, còn mệt bở cả hơi tai. Vậy mà anh này múa đường quyền không tốn một sức lực nào là có ngay siêu phẩm. Nghe qua cứ như thánh gióng phiên bản thời 4.0 ấy nhở. Tay anh ta mà mang đi mỏ vàng chắc là tuyệt vời lắm này. Đúng là không thể tin nổi, cũng là con người mà sao người ta lại có một siêu năng lực đáng nể như vậy nhỉ. Đôi tay kỳ diệu. Thiên linh linh, địa linh linh, linh ta linh tinh hiện hình. Mọi người đây, đi cho em nào. Đây đây, giữa buổi chiều mùa thu êm ả, lá vàng rơi xào xạc, anh thanh niên bước đến và bắt đầu thực hiện động tác kỳ lạ. Anh giơ tay lên cao, hạ xuống thấp, rồi xoay vòng, tay đưa đến đâu, lá vàng theo tới đó.
đôi lúc nó cuộn tròn lại như một cơn lốc xoáy vậy đấy. Không phải là võ công thần bí gì đâu các bạn ạ. Chỉ cần múa may que cuồng, thanh niên này đã tạo ra gió khiến chiếc lá cuốn bay. Theo các bạn thì đây có phải là một siêu năng lực hay không? Hay chỉ là một sự vô tình trùng hợp mà thôi? Hãy để lại chia sẻ cho chúng mình nghe với nhé. Thần xe cộ. Phải công nhận rằng mỗi lần ra đường là vạn lần lo xăng, lo lốp, lo van. Nhưng mà không tránh khỏi những sự cố đáng tiếc đâu. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Mới sắm cái xế hộp này mà không hiểu kiểu gì, đánh con xe đi được nửa cây thì xe dừng đột ngột. Ga thế nào cũng không đi, khói đen thì xả ra mù mịt. Xui cả nhà quá, hình như nó đang cấn cái gì ở bánh xe nên là người lái không thể di chuyển được. Nhưng mà sau đó tình thế đã hoàn toàn đảo ngược nhờ vào sự xuất hiện của một người đàn ông sau đây. Anh mau chóng lao đến, lấy tay nhấc một nửa chiếc xe thoát khỏi chỗ kẹt một cách dễ dàng, nhẹ tựa lông hồng. Có tin được không? Cái cách mà anh xử lý kiểu như là mấy anh hùng trong phim Marvel vậy đấy, đỉnh cao thật sự chứ. Qua đường. Và đây sẽ là một chiếc cảm hết sức nguy hiểm, cảnh báo trước cho mấy bạn yếu tim nhá. Camera ghi lại cảnh tượng người đàn ông đang đi xe máy qua đường, mà qua đường sắt mới sợ chứ. Thế nhưng, vừa đến ngay giữa đường ray thì xe tắt máy và rồi. Xin vĩnh biệt cô, chúc cùng về lấy sợi vàng cùng anh giấc ngủ ngàng thu. Cứ tưởng là tai nạn đã xảy ra rồi nhưng mà không, bằng tốc độ bàn thờ của mình, anh đã lao ra và thoát trên một cách thần kỳ. Và đấy mà thoát thì đúng thật sự là không thể tin được. Theo bạn thì anh này có phải là The Flash thật sự hay không nhỉ? Chứ người bình thường, ai mà đi mây về gió kiểu như thế được? Phải nói rằng trên đời này có rất nhiều trường hợp lạ lùng. Nếu như không có camera ghi lại thì chắc chắn các bạn sẽ không tin đây là sự thật đâu. Và nếu như các bạn đã từng bắt gặp câu chuyện nào tương tự thì hãy chia sẻ cho mọi người biết với nhé. Còn giờ thì chiếc cam nhà thế kỷ 22 lại tiếp tục len lỏi vào từng ngóc ngách con phố để tìm kiếm ra những siêu năng lực ngoài đời thực để kể tiếp với các bạn thôi. Tạo ra lửa. Ở trên toàn là những cao nhân sức mạnh vô biên, hô mưa gọi gió trong vòng một nốt nhạc. Thì bây giờ các bạn sẽ lại phải mắt tròn mắt dẹp khi thấy cảnh tượng kỳ bí ngay sau đây. Được rồi, chuẩn bị tinh thần nhé. Camera ghi lại cảnh tượng một người đàn ông lạ lấy giấy ra đặt trên nền xi măng. Tay ông làm vài động tác nhẹ nhàng uyển chuyển thì phép thuật Win biến hình. Lửa từ trong tay bùng lên dữ dội, đốt cháy cả tờ giấy. Quả thật là bàn tay ông có thể tạo ra lửa đấy. Không phải là ảo thuật gì đâu, mà trên thế giới cũng có hẳn một cô bé được ghi vào sử sách khi mà có khả năng tạo ra lửa mà không cần bất kỳ vật dụng mồi chay nào. Đó chính là cô bé Maria, 3 tuổi sinh sống ở Philippines. Chỉ cần có suy nghĩ về lửa thôi là cô bé lập tức có thể tạo ra một đốm lửa nhỏ trong lòng bàn tay của mình. Duy trì nó đủ lâu để đốt cháy nhiều đồ vật. Thậm chí từng có khoảng thời gian, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã phải túc trực quanh nhà của Maria để phòng cháy chữa cháy. Bởi vì nhiều lúc em không thể nào kiểm soát được đôi bàn tay tạo ra lửa của mình. Ôi, trường hợp này đúng thật sự là dở khóc dở cười quá đi thôi. Và cho đến tận bây giờ, không ai lý giải được hiện tượng kỳ lạ này. Còn bạn nghĩ sao? Hãy để lại chia sẻ phía bên dưới nhé! Vâng, sau khi các bạn đã cùng mình chiêm ngưỡng hàng loạt những khoảnh khắc siêu năng lực có thật ngoài đời thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngơ ngác hay không? Hãy để lại chia sẻ phía bên dưới nhé. Còn bây giờ các bạn cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông để ủng hộ yêu thương chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!